Chào các bạn. À, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông Trọng hay làm. À, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái kèo mới, à, một cái game meme mà nó chạy trên cái nền tảng là Telegram các bạn. Thì hiện tại á, thì các kèo trên Telegram nó là một cái trend mà rất là tốt của năm 2024 này các bạn. Và hầu như các dự án lớn thì để họ muốn À, tiếp xúc được những cái lượng người chơi mới các bạn thì hầu như họ đều phát hành một cái phiên bản ở trên cái nền tảng telegram các bạn và nó sẽ chạy trực tiếp trên telegram luôn nó sẽ không có quảng cáo và nó sẽ à, tích hợp với cái tài khoản telegram của mình nhé rồi à, thì đầu tiên thì à, những bạn nào nếu như chưa đăng ký kênh của ông chồng hay làm thì hãy đăng ký kênh của mình à, like cũng như bật chuông để có thể là nhận được những cái video mới nhất từ kênh của mình nhé. À, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái kèo file Thì uh, file là một cái game mà nó sẽ bao gồm những cái nhân vật là những cái đồng coi meme -me các bạn đầy đủ hết. À, những con như bebe, con đốt, con gì những cái con mà meme -me trên thị trường thì đều có trong cái game này hết nha thì đầu tiên mình sẽ cập nhật một số cái thông tin ở trên trang Twitter của họ và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn làm sao để kiếm được cái à, coi nhiều nhất có thể nghe thì đầu tiên đó thì à, cái Twitter của họ nó tên là file Club các bạn và nó đã có um, tích vàng nha tức là uy tín có 273.000 người theo dõi thì mình sẽ à, À, cho các bạn xem một số cái thông tin mới nhất của họ Thì họ đã được à, Đây họ có nói này các bạn Thì ở đây á, là họ à, Được cái lớp xã hội được xây dựng trên Manta Network các bạn à, Cái Manta Network này là một cái Linkpad ở trên Binance khá là nổi tiếng à, Cách đây khoảng một vài tháng nha à, Và à, Ngoài ra thì họ cũng có thêm một số cái thông tin ở bên dưới đây à, đây họ nói này các bạn là một triệu người dùng đã tiếp cận à, chỉ còn 99 triệu chúng tôi đang chờ ứng dụng telegram chúng tôi vượt qua coi bay hãy tham gia meme coi bot à, thì um, nó đã đạt được một triệu user cách đây khoảng là 16 giờ nghe các bạn đó và bây giờ thì hiện tại thì nó đã lên khoảng hơn dễ rồi rất nhiều và cái trang web chính của họ thì mình sẽ đưa cho các bạn tới memefile club nè ở đây nó cũng có một số cái thông tin về cái nguồn cung cũng như là cái lộ trình của họ mình sẽ bật qua cái trình duyệt chrome nha mình nói sơ qua cái 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 cái, cái... lộ trình của họ nghe các bạn thì ở đây nó có cái lộ trình nè À, mình sẽ bấm cho các bạn xem cái lộ trình nha Thì à, ở đây họ có có nói một số cái lộ trình vào quý 1 thì à, phát triển ý tưởng, kiểm tra bằng chứng à, Nghiên cứu thị trường trò chơi Quý 2, quý 2 là bây giờ đó các bạn Là bây giờ là tháng 4 của 2024 đó Thì nó là phiên bản tiền alpha Thì đây chính là cái phiên bản tiền alpha nha các bạn rồi um, tiếp theo thì mình sẽ qua cái phần là làm cái cái uh, trang trắng của họ cũng như là cái uh, cái tokenomics nghe các bạn đó thì cái tokenomics chính là cái khá là quan trọng uh, giống như là là cái phần phân chia coi, số lượng coi vậy các bạn thì uh, để mình uh, mình bấm vào cái tokenomics của họ nha thì ở đây á thì cái đồng Coi chính của họ các bạn thì nó là 10 triệu coi. Trong đó thì nó sẽ chia cho mình nó là à vòng hạt giống là 11, bán điên tư là 7,5%, à trong à, trong game là 27%, cái vòng à, bán à, công khai là 2,5, cho đội ngũ là 10%, à cho phần à, người à, hỗ trợ advisor là 5% và cho cộng đồng là 9,5. À cái um, nguồn cung mà dự trữ là 20% và thêm thanh khoản là 7,5. Thì ở đây các bạn thì uh, cái phần mà arops thì cộng đồng là 9,5%. Ok chưa? Và cái dự án này thì nó đã gọi vốn được 34 triệu đô các bạn, 34 triệu đô. Thì à uh, à uh, cái thông tin đó thì mình để ở đâu rồi mình thấy sơ qua thôi thành ra là mình không có đưa cho các bạn coi được Nhưng mà đó là thông tin có thật nha các bạn Rồi thì để tham gia cái game này thì các bạn cần có một tài khoản Telegram Sau đó mình sẽ gửi cho các bạn một cái link đăng ký Thì cái link này các bạn bấm vào nó sẽ dẫn tới cho các bạn cái con bot như vậy con bot này tên là Memefy file coi thì các bạn bấm vào nút start thì nó sẽ diễn nó sẽ chuyển qua cái con bot thì ở đây các bạn bấm vào mục play to earn and earn thì sau đó nó sẽ vô cái giao diện như vậy thì ở đây các bạn chỉ cần bấm start playing là nó sẽ à, vô cái giao diện chơi game ok chứ các bạn thì khá là dễ thôi ở trong cái um, tài khoản telegram á, thì uh, tất cả những cái game á, hoặc là những cái app đào coi các bạn chỉ cần bấm một vài bước thôi là nó đã vô rồi các bạn không cần phải đăng ký email gì hết tại vì nó đã uh, liên kết với tài khoản telegram của mình rồi ok thì bây giờ mình sẽ uh, vô cái game mình hướng dẫn các bạn các chức năng của cái game này nghe thì ở đây á, thì uh, từ chiều đến giờ mình đã test hết những cái chức năng của nó để mình hướng dẫn cho các bạn. Thì ở đây trên màn hình đó các bạn là xuất hiện một cái con bốt Thì nhiệm vụ của mình là bấm vào để đánh chết con bốt này các bạn, đánh chết con bốt này nghe. Thì ở trên đây nó có thông tin của con bốt này các bạn. Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy thông tin của con bốt này. Ví dụ thì đây con bốt này là con bố cấp 2 nếu các bạn giết chết được nó thì nó sẽ các bạn sẽ được thưởng là 50.000 coi còn máu lượng máu của nó là 200.000 coi thì ở đây thì nó có một số thông tin về con boss này các bạn muốn thì các bạn chụp hình lại các bạn xem còn nếu các bạn dịch còn nếu không thì mình cứ bỏ qua và các bạn là có tổng cộng là 5 con boss ở đây nha các bạn thì mỗi con boss nó sẽ có cái giá trị giải thưởng khác nhau cái con cấp 2 thì các bạn được thưởng 50.000 và máu của nó là 200 ngàn nha thì con cấp 1 thì ít hơn thì nó là 5 ngàn máu và các bạn được sử 10 ngàn coi thôi thì con này mình đã giết rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ qua ở đây mình hướng dẫn thêm thì cái phần swap này á là cái phần đội nhóm thì hiện tại nó chưa mở ở đây thì các bạn thấy là máu máu này là gì là máu của con boss các bạn khi các bạn bấm vào chính là các bạn đánh nó đó thì các bạn sẽ thấy máu nó giảm khi nào máu mà Ví dụ con này nó có 200 ngàn máu nè Khi nào các bạn đánh mà nó về không không luôn Thì lúc đó là con boss này chết Thì lúc đó các bạn sẽ được thưởng Phần thưởng là 50 ngàn coi Cũng như là các bạn à, được lên đánh cái con boss số 3 Là con boss level 3 ở đây các bạn Đây thì lúc đó nó mới mở con boss level 3 cho mình đánh nha Thì để đánh thì các bạn nhìn cái cây bên đây ở đây á, là cái cây uh, năng lượng của mình các bạn thì các bạn lưu ý nè cái cây năng lượng này nè thì à, hiện tại là mình đang ở cái cấp độ là level à, mình đang ở cấp độ là level 4 level 5 rồi các bạn thì ở đây á thì mình được là lưu trữ là 4.500 năng lượng nha thì cái khi các bạn bấm vào một cái thì nó mất đi một năng lượng có nghĩa là ví dụ như mình bấm là đang mất 6 năng lượng nè các bạn thấy nó mất 6 năng lượng thì khi nào mà nó hết cái cây 4 rưỡi này thì mình sẽ phải chờ đợi nó phục hồi mình mới đánh tiếp được các bạn à thì khi mà mình đánh cái con này nó mất bao nhiêu máu thì mình sẽ hiện lên đây là bấy nhiêu coi ví dụ như mình đang là 53.300 các bạn đánh một cái thì nó là à, đánh một cái là nó nó là sáu sáu năng lượng nó à, cái này cái sức mạnh thì nó phụ thuộc vào cái phần booster ở đây nó có cái phần damage các bạn thì level 6 á, thì các bạn sẽ đánh được là là nó mất 6 máu nhưng level 1 thì chỉ mất một máu thôi đó thì ở đây thì các bạn à, có thể là bấm bằng một ngón tay hoặc hai ngón tay đều được hết nha các bạn đó à, mình sẽ phát ra mình vô lại nhiều khi nó bị lắc nha rồi các bạn sẽ ta lại nha đó thì bây giờ mình bấm bắt đầu nó chạy rồi nè thì các bạn lưu ý bây giờ mình sẽ đánh thử mình đánh đánh hết cái lượng năng lượng này luôn nha thì nó sẽ như thế nào đây phần năng lượng nè sorry à, nếu các bạn bấm mà nhanh quá nhiều khi nó bị lắc nha bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn xem nè đó các bạn thấy phía máu này nó sẽ giảm và cái năng lượng của mình cũng giảm luôn các bạn nó giảm tương ứng với nhau thành ra là là mình sẽ phải nâng cấp thì cách nâng cấp như thế nào mình sẽ mình đánh hết rồi mình sẽ nói luôn nha bây giờ mình đánh thử coi là bao nhiêu lâu nha đây các bạn xem nè khá là nhanh thôi rồi hơn hơn một nửa cây máu rồi các bạn cái này là các bạn bấm một hồi là cái màn hình của mình nó đơ luôn nha rồi không sao hết sắp hết rồi các bạn một ngàn bảy rồi một ngàn sáu mình sẽ đánh hết để mình giải thích các bạn phải nâng cấp gì nghe các bạn các bạn chờ đợi mình một tí nha cái này khoảng 30 giây thôi là mình quánh hết rồi rồi các bạn thấy là còn 800 mấy thôi nè. Rồi bây giờ mình quấn tiếp nha. Chuẩn bị hết rồi nè. Ở phía bên đây là máu của con này giảm dần đây các bạn. Con boss này con boss level 2 nha. Rồi bây giờ mình quấn hết rồi nè. Rồi khi mình quấn hết thì không quấn được nữa các bạn. Thì lúc này nó sẽ phục hồi cái năng lượng của mình. Thì các bạn bấm vào phần booster này các bạn sẽ thấy mình có ba cái nâng cấp. Một là cái Damage Cái Damage này á, là cái à, sức mạnh Ví dụ bây giờ mình đang level 6 Là mình mỗi lần mình đánh là nó mất 6 máu Ở đây á, là cái phần năng lượng Thì mình đang có là 4.500 Đó Thì á, nếu mình muốn nâng cấp lên Thì cái cấp tiếp theo là 5.000 năng lượng Và cái cuối cùng Là cái nâng cấp Cái tốc độ hồi phục Thì hiện tại á là mình cấp cuối cùng thì cấp cuối cùng là một giây mình sẽ hồi phục được bốn bốn năng lượng các bạn đó các bạn để ý là cứ một giây là mình tăng bốn năng lượng đó thì nó chỉ có ba cách nâng cấp vậy thôi thì hiện tại mình đã nâng cấp được là cái hồi phục năng lượng nó mắc rồi còn cái phần đó là số số cái năng lượng là năm 000 mình chưa nâng cấp hết cũng như cái damage mình chưa nâng cấp hết Rồi Thì ngoài ra các bạn Thì à, Đó là cách nâng cấp Còn à, Để mời bạn bè thì các bạn bấm vào mục invite này Thì ở mục invite này các bạn Họ có nói nè Nếu như các bạn mời một người bạn á, thì các bạn sẽ được Thưởng nền 2.500 coi Và nếu cái người bạn của bạn á, mà giết được cái con boss level 1 á, thì các bạn thưởng 12.500 Giết được con boss level 2 thì các bạn thưởng 25.000 giết được con bố level 5 thì thưởng 200 ngàn và phía bên dưới thì nó hiển thị cái à, những cái người bạn của bạn cũng như là cái phần thưởng mà các bạn nhận được từ những người bạn của mình đó ở đây thì các bạn có một cái phần để copy các bạn sẽ copy cái link này để gửi cho bạn bè thì cái video này à, mình đã hướng dẫn đầy đủ các bạn về cái dự án này cũng như cái cách chơi đó thì à, cái link các bạn chỉ cần mình sẽ để trong phần mô tả cũng như là cái comment đầu tiên để các bạn sẽ tham dự cái game này nha thì đây là một trong cái game mà mình thấy là nó cũng khá là giống cái game not coin uh, trên cái hệ ton đó các bạn và uh, đây là một cái gen mà mấy ngày hôm nay là nó khá là là đình đám nha các bạn uh, uh, có thể là cân nhắc để theo cái 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 game này nha các bạn và mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn.